Uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến lỗi này. Do đó, dù đã có những chuyển biến, nhưng chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện. Một buổi chốt chặn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối của tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang trên tuyến đường Hùng Vương. Cả phương tiện xe ô tô và mô tô đều được tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển. Qua công tác kiểm tra, vẫn còn nhiều trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Anh em vui vẻ thì gọi là cũng sử dụng một ít, cũng có cái này là cũng là vi phạm. Hôm nay là sáng nay em đi ăn cưới, em uống mấy bia thôi. Trong năm 2020, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện xử lý gần 700 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Trong đó có 40 trường hợp điều khiển xe ô tô, còn lại là xe mô tô. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, công tác kiểm tra nồng độ cồn được tăng cường nên tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện đã giảm nhiều. Do là ý thức người tham gia giao thông người ta cũng chấp hành, cái thứ hai là do cái công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như của lực lượng công an nói chung là cũng đem lại hiệu quả cho người vi phạm cho người tham gia giao thông là người ta đã chấp hành một cách tương đối. Trong năm 2021 này, nhất là dịp từ nay đến Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân Tân Sửu, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vẫn tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện. Trong đó, thời gian buổi trưa và buổi tối, việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.